Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, để tiếp theo đọc thi văn giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ, chúng ta xin thành kính đọc lại bài Tự Tháng. Nam mô A Di Đà Phật. Về đâu bốc ngọn lửa tầng, mà lòng tăng sĩ như dần nát tan. Ngay mình chọn kiếp con quan, quê hương dài đã dằm tràn sơn xiên. Tổ đường còn một cánh quyên, từ đường hôm sớm luôn phiền chờ chân. Hai em thiểu chi thơ đồng, chỉ đã an phận theo chồng đàn xa. Tự mang một tấm áo già, mùi thiền đã thấm ương nhà lợt khoai. Sông xanh ra phần râu mài, một đời một đạo đến ngày chung thân. Tuy là xa cách cố nhân, nơi đời chiều mến sớm gần cửa không. Từ bi buộc chặt cõi lòng, còn ơn cúc dục để hồng mai sau. Bế trần sống cuộn lao sao, sông thiền bát nhã lướt vào một phen. Quan chế lực kém tài hèn, dù đời bạc đai ngọn đèn cứ nêu. Xoay tờ đầy các xa liều, cho người truy lạc biết điều nghĩa nhân. Tài tay hai chữ cân phân, trời ban quả phước một lần cho ta. Mắt đen thay mắt trắng lòa, Phật ma ma Phật mới ra dở tuồng. Trời già tay khéo khéo luôn, sắp chi chua ngọt khóa buồn lẫn vui. Năm canh luôn những sục sùi, cảm trong nhân chúng lắm người dở dang. Sầu chung ta cất tiếng than, hồ sinh kịp có đoạn tràng thì thôi. Chôn dục mấy hồi,
gầm gầm sấm nổ trên đồi xa xa. Đào canh tiếng đồng bên nhà, chờ ba canh một thì gà gáy tan. Ngày xuân cách cõi xa làng, người quê quán chờ như thoàn linh đinh. Vừa cơn sóng gió bất bình, số trời đã định phận mình biết sao. Ngày xưa mấy bậc yên hào, giàu sanh ra tử già nào trách than. Thân này đã ngắm trăm nhang, vui cầu bạc ái bền gan đợi chờ. Đêm khuya vắng lặng như tờ, dài hàng nhu hết chớ ngơ ngần lòng. Gắn tình đừng lắm ngóng trông, hùng tình sao ấy trời đông lờ mờ. Hẹn về mắt lá thiên thơ, đổi điều ghi chép cõi bờ chưa xong. Thôi thầy lòng dặn lấy lòng, gặm đây đến cuộc mây rồng chẳng sang. Đêm phi hà lát đát sương xa, phòng phi lạnh lẽo có ta với phòng gạt gỗ quyết xoay máy tàu gánh gồng chưa yên. Chí thần nhớ đến tiếng quyên, gọi hồn cô quốc sầu riêng một mình. Trầm ngâm vẻ mặt làm thinh, tựa mình bên gối giấc quỳnh đã say. Mở tiếng hồn muốn dục bay, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, chương trình diễn ngâm thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo sẽ được tiếp theo là bài Dặn dò bổn đạo. Bài này Đức Thầy sáng tác tại Hòa Hảo lối tháng 2 năm Canh Thìn, sẽ do hai nữ tín đồ thành lòng diễn ngâm. Kính mời chư quý vị cùng lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Tháng năm 18 rõ ràng, cùng chớm cuối làng ai cũng cười reo. Xuống trần nhằm bối nàng yêu, gắm trong dân sự còn nghèo
chữ tu hạ quân sanh chúng ám nu tây phương chắc lình dân du nam kỳ mướn nhầm một xác nhu mì giáng dân chào tháng dậy thì xem sao rất buồn ba tâm biết bao nàng quê sắp đến mà ngao du hoài viết ra dáng kệ bóng bài giá tờ trần thế lui hài bổn quy an nam không quá lễ nghi đời nãy dân vật bỏ đây chẳng dình mà dân trắng nề nắng sương lắm đầu sao chân thầy tớ dài dầu quyết lòng truyền bá đạo màu mà thôi bồng tây phương cực lạc khùng ngồi tòa sen từ bi ngọn đuốc mới nhiên giả như mở cửa mà then còn cầm vẫn tần say say dập bầm nào hay ta đã thương ngầm sanh linh sát trần ta mở quay thân đạo màu truyền pháp thịnh lên không lần đổi rài hỏi han coi đầu tâu trước Phật đàn lễ dân ngoan ngành xóm làng cười khôi đầu đuôi một trăm mới đặng ối thôi mười người mang lo cao thấp ngạo cười bởi chân trần hạ biến lười không lo Di Đà dạng dân ba tấm đắng đo nhiều bề làm sao cửa Phật
vừa kề, hung trùng tàn ác khó bề dài khuyên. Thầy không cho lại quá điên, không đen mấy tháng tình riêng ai ngờ. Đời nay chưa vẹn thảo ngay thì là khó thấy mặt mày người xưa. Dài đời nào quán nắng mưa, ước mong ba tánh sớm mưa đục trong bốn cuốn ngọn ngành, khuyên đời trao chia chữ lành cho sông. Con người có tổ có tông, học hay chữ nghĩa sao không vương thờ. Sơ sơ người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Từ đây ta mắc cá bông ba giờ dặn dò bốn đạo vậy mà mấy chương. Ta giàu có cách thôn hương, dặn dân cứ chữ hiền lương mà làm. Thích Ca còn khuế lầu cao cửa rộng mà ham tu hành. Phật tiên dùng kẻ lòng thành, đạo chân thì ít ai hành thiệt tâm. Trí phàm dạy dân như phá rừng cầm cho dân.
đời nan mãi làm thế khuyên đời ra đây dặn lại ít lời khuyên trong bổn đạo vì thời ráng nghe dầu chọn nơi chân chánh khỏi lòng khổ hình ách trời nắng nước thần linh người hùng cứ mãi chống kình với ta rồi chọn khác ngõ hầu dài răng tánh đỏ cùng các chữ tăng tờ rài sắp đến nói năng trọn lời bất phiền lời dạy vậy thời hành ấy đạo màu bát chánh răng ghi thứ nhất chánh kiến diệt chi xem nhìn luận bàn chuyện chi xét đoán sáu tin mới là thứ nhì chánh mạng vậy mà việc làm do linh tâm hồn khiến sai điều tương nhớ thắng ngay mới màu thơ tơ trắng nghiệp mặt dầu ngày chi thì con ngõ hầu làm ngay ta kỳ lượng mà làm mới ngoan thơ sao chẳng ngỡ liệu tôn nói năng điều chanh thì an chớ gì
lòng. Từ bi hai chữ đứng nằm chớ quên, ngồi đâu cũng định mới nên. Đừng cho công việc hớ hên với người, hành y thì đáng vàng mười, tùy lòng tùy sức của người. Đời nay tổ nhân hiền hảo khôn hay, dạy đời phải viết ngày dài cho tinh, rút trong các lực các kinh, tài lòng không làm ơn vàng này, thắp cao các bậc cho chạy kẻ ngô người truy nghe thầy dạy phiên sáng phía ba tăng cần nghe lời dạy bảo cánh tiên vừa kề. Ít lâu ta cùng trở về khuyên cùng bộ đạo chớ hề lãng sao. Chị lòng chớ có từ đây nhân vật mòn hao lần lần, mấy lời nhắn lại ân cần, bổn đạo xa gần nghĩ càng mới hay. Tu trì nguyện ước cầu thượng quân hồi phục là ngày an cư, học câu hỷ xã đại từ, nói gương nghĩa sĩ giả tư chớ gần. Bốn nam tẩu bắc tạo tầng, chúng sanh ráng nhớ thì gần cùng ta. Sát trần ta đã rời xa, bá già ở lại vậy mà bình an. Kẻ kia anh hóa tình lãng về mắt hổ hang mặt mày, sớm mơ lo sắp đặt liền tài, Phật trời vẫn định mặt mày mới sinh. Tình nghe không giống hiền như thời gieo bông, nhảy đơm thơm phức màu hồng xê sáng. Dân ta dòng giống tiên bang chớ đâu có giống ngủ ngang hung sùng, mắt tình ba
khùng chẹp lấy mà coi, lấy tâm lấy trí xét soi. Thầy đi dạy bắt thử coi lẽ nào, thôi thôi dần